Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Happy Land. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình đi móc một cái củ cà rốt nhỏ xinh như thế này nha mọi người. Mình sử dụng len cô tông mill với hai màu cam và xanh, một cây kim móc tương ứng, một chiếc kéo để mình cắt len sợi, một chút bông gòn và chúng ta sử dụng thêm kim khâu. Đầu tiên mình sẽ tạo một chiếc vòng tròn thế này. Sau đó mình sẽ móc vô vòng tròn này 6 mũi móc đơn. Hàng thứ hai 1x 1v. Lặp lại 3 lần. Hàng thứ 3 9 mũi móc đơn. Mỗi chân mình sẽ móc 1 mũi móc đơn. Hàng thứ tư 2x1v. 1 2. Lặp lại 3 lần. Thúc hàng thứ tư là chúng ta sẽ có 12 mũi móc. Sang hàng thứ năm, mỗi chân 1 mũi móc đơn. Hàng thứ 6, 3x, 1, 2, 3, 1v, lặp lại 3 lần. Kết thúc hàng thứ 6 là mình có 15 mũi móc. Sang hàng thứ 7, chúng ta sẽ móc mỗi chân 1 mũi móc đơn, nghĩa là mình sẽ móc 15x. Tám 4x1v. 2 3 4 1v, lặp lại 3 lần. Kết thúc hàng 8 là mình có 18 mũi móc. Sang hàng 9, mình sẽ móc mỗi chân 1 mũi móc đơn, là 18x.
2, 4, 6, 8, 9, hàng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5x, 1V. Lặp lại 3 lần. Kết thúc hàng thứ 10, 2, 4, 6, 8, 10 là mình có 21 mũi móc. Sang hàng 11, mỗi chân một mũi móc đơn là 21 mũi móc đơn. Hàng 12, 6x, 1V, 3, 4, 5, 6, 1V, lặp lại 3 lần. Thúc hàng 12 và mình có 24 mũi móc. Các bạn tiếp tục móc cho mình hai hàng nha. Hàng 13, 14, mỗi hàng 24 mũi móc đơn. Sang hàng 15, ta sẽ bắt đầu đi giảm 2x nha. 2x, 1A. Mũi A thì chúng ta sẽ lấy cạnh trước của hai cái mũi liền kề nha mọi người. Mình móc thành một mũi 2x, 1A. Và mình lặp lại cụm này 6 lần. Tiếp tục hàng 16, 1x, 1A, và mình cũng lặp lại cụm này 6 lần. Từ đây thì trước khi mà mình móc tiếp thì mình sẽ nhồi gòn trước nha. Sau khi mà nhồi cái lượng gòn vừa đủ thì mình sẽ đi móc nốt cái hàng thứ 17. Hàng 17 đúng không ta? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16, 17. Hàng 17 thì chúng ta đi 6 mũi A.
Thì đây là mình móc mũi A cuối cùng này, nhưng mà tới đây thì mình sẽ không có móc hết len lên nha. Mình sẽ cắt cái sợi màu cam và mình thay bằng màu xanh để mình móc phần lá của cà rốt. Bây giờ chỗ này mình sẽ lên 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Mình quay lại, mình móc trên cái phần dây bính này. Mỗi chân mình lùi, mình bắt đầu móc từ cái chân bính thứ hai, từ tính từ chân kim nha. Mình móc từ chân bính thứ hai. Mỗi bính mình sẽ móc một mũi móc đơn. Được, mình sẽ trượt sang cái chân bên cạnh. Rồi tiếp tục lên 1, 2, 3, 4, 5. Quay lại, móc 4 mũi móc đơn. Tiếp tục mình cứ móc lặp lại như thế nha. Cho tới hết phần cà rốt là mình sẽ được 6 cái lá. Từ đây là mình đã móc xong phần lá, mình cắt len thì mình sẽ chừa một khúc để xíu mình khâu.
Tới đây là mình đã hoàn thiện xong một củ cà rốt bé nhỏ xinh xinh. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Happy Land. Bye bye!